Thì hôm nay chúng ta sẽ trao đổi vấn đề về ECMO và trong khoảng cách là một vấn đề hay, là hay cả về vấn đề về chuyên môn hay vấn đề về hành chính ấy. Để cứu được một bệnh nhân mà phản vệ thì gần như là chúng ta sẽ cứu được cả một danh tiếng cả một cơ sở y tế, thậm chí là danh tiếng cả một bệnh viện. Đấy, thì trước khi vào vấn đề về ECMO thì tôi xin mời mọi người về trường Đại học Y Hà Nội. Đấy, trường Đại học Y Hà Nội là một trường rất là lâu đời sau trường Quốc Tử Giám. Đấy, thì rất là nhiều các thầy cô anh chị ở đây đã học trường Đại học Y Hà Nội, và tôi cũng đã thâm niên qua cả bác sĩ nội trú, bây giờ là chuẩn bị tốt nghiệp chuyên khoa 2. Đấy, thì sau khi một cái thời gian mà chúng ta học xong y một làm quen với cả môn giải phẫu, thì đến môn y hai chúng ta sẽ làm quen với môn sinh lý. Thì môn sinh lý là môn rất là hay, rất là thú vị. Đấy là một ấn tượng đầu tiên khi mà học sinh lý, đó là cô Mỹ Hạnh giảng rất là hay và rất là xinh. Đấy, thì có một cái thí nghiệm mà tôi vẫn nhớ y trong đầu. Đấy, và khi mà trao đổi vấn đề mọi người về phản vệ, tôi xin cho cái thí nghiệm đấy vào, đó thí nghiệm mà gây sốc chấn thương ở chó. Thì thí nghiệm là làm như thế nào? Đấy, thì đầu tiên người ta sẽ lấy một con chó lớn tuổi, con chó trưởng thành, đấy, đủ cân nặng, đủ to, thì người ta sẽ làm gì? Đấy, thì các thầy cô bộc lộ khí quản để đo tần số hô hấp, bộc lộ động mạch cảnh nên chúng ta làm áp lai để đo áp lực mà mạch máu trung tâm, bộc lộ tĩnh mạch đùi để đo tốc độ dòng chảy máu, và đặt sông nội quản để đo tốc độ vài niệm. Và khi làm chúng ta sẽ làm nha, trong cái tổ khoảng 25 sinh viên thì thầy cô sẽ chọn ra một cái sinh viên nam lớn đủ khỏe, có nghĩa là to to cao nhất, và sẽ dùng một cái vồ gỗ. Cái vồ gỗ là như thế này, cái vồ gỗ chính là một cái cúa bằng gỗ đấy, khoảng 700 gram, và sinh viên đấy sẽ đập mạnh và liên tục vào phần mềm mặt trong của đứa chó. Đập nó phải có nghệ thuật đấy, đập nghĩa là gì, đập nó không không được gãy xương đấy, để tránh người ta gọi là gì sẽ gây ra tình trạng là sốc mất máu, vì gãy xương đùi có nghĩa là mất máu rất là nhiều đấy, chỉ gây ra sốc chấn thương thôi. À, tránh gãy xương, tránh làm rách da, chảy máu ra ngoài và chỉ gây ra sốc chấn thương. Và con chó đấy sau khi một giai đoạn bị đập rất là thê thảm, cái quay quái đó, thì nó sẽ bắt đầu biểu hiện của tình trạng sốc chấn thương bằng huyết áp giảm, mạch nhanh nhỏ, huyết áp đến 40, 60 thì nước tiểu giảm, và huyết áp 20 thì bắt đầu là sẽ mổ con chó đi ra và quan sát ruột và mặt trên. Thì người ta thấy ra một hiện tượng là gì, ruột nó rất là nhìn nhợt nhạt và tím tái, gan thì sung huyết, động mạch mạc treo thì xẹp, và soi mạch máu mạch mạch mạc treo thì ra một hiện tượng. Và khi mà tôi thấy cái hiện tượng này tôi nhớ y trong đầu từ thời thứ hai, đó là hiện tượng giãn mạch. Hiện tượng này nó như thế nào, có nghĩa là gì, mạch nó phải tròn đều, bình thường nó tròn đều và có một tiết diện nó hẳn định, khi giãn ra thì mạch nó giãn, tiết diện nó tăng lên. Và ngay cái thời điểm mà y hai thì tôi vẫn nhớ y trong đầu cái hiện tượng này và nó thẳm sâu trong tôi. Đấy, liên tục. Và đến đi 4 thì khi chúng ta học về môn gọi là môn dị ứng, thì chúng ta sẽ thêm một cái học thêm một cái bài gọi là gì, phản ứng quá mất. Trong phản ứng quá mất tiếp 1 thì khi mà dị nguyên vào trong cơ thể lần đầu thì sẽ tế bào B sẽ tiết ra các IgE, và khi mà dị nguyên đấy vào lần 2 thì các IgE này sẽ gắn lên tế bào mát và giải phóng ra một loạt các hóa chất trung gian, và hóa chất trung gian là sẽ gây ra hiện tượng gọi là giãn mạch và tăng chóng mặt. Một lần nữa nó lại thể hiện chúng tôi ở đi 4. Và khi mà chúng tôi làm hồi sức, đúng không? Làm hồi sức cấp cứu thì hiện tượng giãn mạch và tăng trình thông các mạch nó gặp trong suốt quá trình điều trị, ngày nào cũng gặp. Ví dụ như là gì, giãn mạch tăng trình thông mạch là một cơ chế chính của ba loại sốc mà chúng ta gặp, đó là sốc sốc ngũ quả, thứ hai là sốc phản vệ, và ba là sốc chấn thương. Và đặc biệt là những bệnh nhân mà toan chuyển hóa rất là nặng, như là gì, bệnh nhân toan xê tôn, đái tháo đường, hay bệnh nhân toan do ngộ độc methanol chẳng hạn, thì bệnh nhân tụt huyết áp rất là sâu và thiếu dinh dưỡng rất là nhiều, và chúng ta vẫn mơ hồ cho rằng là vì do tình trạng là giãn mạch và tăng đỉnh thần kinh. Hay là bệnh nhân mà COD chẳng hạn, CO2 tăng rất là cao sau khi đàn ông trong bình thường có tụt huyết áp, và chúng ta vẫn đổ tội rằng là gì, là CO2 nó tụt nhanh gây ra tình trạng giãn mạch thì tăng huyết áp của bệnh nhân tụt huyết áp. Bệnh nhân sau một tuần hoàn thì cũng gây ra tình trạng suy đa tạng tụt huyết áp, và chúng ta cũng đổ tội cho là gì, giãn mạch thì tăng huyết áp, và chúng ta cũng điều chỉnh cho bệnh nhân. Và sợ nhất là gì, bệnh nhân mà sốt cao. Đấy, tôi khi mà tôi nhận bàn giao, tôi sợ nhất là khi bàn giao bệnh nhân nào bệnh nhân sốt liên tục mà không hạ được, đi làm trong đêm đấy, bệnh nhân sẽ có diễn biến và đột quỵ, và người ta chúng ta cũng đổ tội ra là tình trạng giãn mạch và tăng kích thước thành có gây ra. Hầu như là chúng ta gặp liên tục trong quá trình chúng ta thực hành lâm sàng, đặc biệt là trong cái chuyên ngành và hồi sức cấp cứu như thế này. Người ta so sánh như là gì, giãn mạch anh đứng mạch nó như là cái cuộc sống một con khủng long, và tất cả những thứ bên ngoài đều là hỗ trợ cho cái hiện tượng giãn mạch bình thường thành mạch, cái xương sườn, cái xương đùi, xương tay nó là thì hỗ trợ cho cái cuộc sống và cái hiện tượng gọi là hiện tượng giãn và tăng bình thường thành mạch thế thôi.
là cái xương sườn, cái xương vai, cái xương xương đùi đấy, thì nó là cái gì? Đó chính là các hóa chất chúng ta biểu hiện đấy. Thì quay trở lại thì các hormone là trong sinh lý cũng một bài rất là hay, là hormone. Thì hormone người ta sẽ chia làm hai loại, thứ nhất là hormone tại chỗ và hormone chung. Hormone tại chỗ là vì hormone do một nhóm tế bào bài tiết ra, và hormone chung là cho các tuyến nó có hình thái rõ ràng, nó tiết ra, nó tiết vào máu, nó đi khắp nơi trong cơ thể, nó gây ra các phản ứng tại đấy, thì người ta gọi là hormone chung. Và hormone tại chỗ thì do một nhóm tế bào tiết ra, nó chỉ tác dụng xung quanh cái vị trí nó tiết ra thôi. Và các hóa chất chúng ta gây viêm nó chính là hormone, và người ta được xếp loại nó là gì? Hormone tại chỗ. Thì các tế bào nó là gì? Các tế bào như các anh chị nhìn thấy đây, các tế bào mát chẳng hạn, tế bào bạc rơ chẳng hạn, nó tiết ra histamine, tiết ra serotonin, chính là các hormone tại chỗ đấy. Các tế bào bạch cầu, các tế bào về mắc macrophage chẳng hạn, tiết ra một loạt các hóa chất chúng ta gây viêm, và nó gây ra các biểu hiện là dị dạng này và đau dị dạng này. Và phản vệ có là gì? Khi mà cái dị nguyên nó xâm nhập cơ thể, nó kích thích các tế bào mast, các tế bào basal, nó giết ra, tiết ra một loạt các hóa chất chúng ta gây viêm, và nó gây ra tình trạng gì? Giãn mạch, tăng đường thông thượng mạch, và ảnh hưởng đến hầu hết các cơ quan trong cơ thể. Đấy, đầu tiên nó ảnh hưởng đến gì? Da, niêm mạc, nó gây phù huynh, nó gây phù nề, nó gây ban mẩn ngứa, ảnh hưởng đến cơ quan hô hấp, nó gây ra tình trạng là gì? Co thắt. Ảnh hưởng đến cơ quan tiêu hóa, nó gây ra tình trạng đau bụng, nó gây tình trạng tiêu chảy, và đặc biệt nó ảnh hưởng đến hệ thống tim mạch. Với hệ thống mạch nó gây ra tình trạng là giãn mạch và tăng đường thông thượng mạch. Bình thường các anh chị hiểu là gì? Mạch máu nó như một cái cốc nước ạ, có một số lượng nước nhất định đấy, nhưng mà khi mà giãn mạch ra thì cái cốc này nó giãn lên như cái chậu, thì số lượng đấy nó láng lên một cái lớp ở phía dưới của cái chậu, nên vô hình chung là gì? Nước hay là dịch hay là máu của bệnh nhân không mất đi đâu cả, nhưng mà bệnh nhân thiếu dịch rất là nhiều đấy. Và cái đặc điểm rất là điển hình của phản vệ đó là bệnh nhân thiếu dịch rất là nhiều, giãn mạch và tăng bị đau mạch. Hai nữa thì nó tác động lên hệ thống tim mạch đó, hệ thống tim mạch nó gây ra đây, đây là anh chị nhìn một cái video. Thì tôi chiếu một cái video về bệnh nhân mà siêu âm tim ở bệnh nhân phản vệ, tim đập rất là nhanh, co bóp rất là kém đấy, nó ra nó tạo ra một cái hiện tượng rất là khó khăn khi chúng ta điều trị các bệnh nhân ở trên lâm sàng đó, thì bệnh nhân thiếu dịch rất là nhiều nhưng mà suy tim rất là nặng nề đấy. Nếu mà chúng ta không truyền dịch, đúng không, không truyền dịch thì bệnh nhân toàn chuyển hóa tăng axit lactic và chết, và nếu chúng ta truyền dịch thì bệnh nhân lại phụ phục chết đấy. Do đó là gì? Sự cân nhắc giữa vấn đề truyền dịch và chúng ta không truyền dịch là lựa chọn vấn đề rất là quan trọng thì chúng ta điều trị cho bệnh nhân. Mà khi có PICO là một cái nó gần như là tiến bộ cho chúng ta xử trí bệnh nhân phản vệ. Và tại sao nó lại tổn thương cơ tim ạ? Thì người ta cho rằng là gì? Quan trọng vẫn là tế bào mast. Tế bào mast thì nó có ở hầu hết các cơ quan trong cơ thể, nhưng mà nó có ở tim nhiều hơn, nó ở giữa các sợi cơ tim, nó ở quanh mạch máu, nó có ở áo trong của mạch máu, và khi hoạt hóa nó giải phóng ra một loạt các hóa chất trung gian và nó gây tổn thương cơ tim rất là nặng nề. Ví dụ như là một nhóm các hóa chất trung gian như renin, chimaza, nó hoạt hóa hệ thống renin, angiotensin, nó giải phóng tại chỗ noradrenaline, nó làm tăng nhạy cảm của cơ tim với adrenergic, và nó gây gì? Rối loạn nhịp tim, gây thiếu máu cơ tim và ngừng tim đột ngột. Vitamin thì người ta làm một cái pháp gọi là người ta tiêm vitamin vào cơ thể lợn, thì nó gây ra tình trạng là gì? Giảm thiếu máu mạch vành, gây rối loạn nhịp tim và bồi lông thấp. Và ngoài ra người ta còn tiêm LTC4 và PGD2 thì nó cũng gây ra một loạt các tình trạng như giảm tiểu máu mạch vành, gây suy tim và rối loạn nhịp tim, và cuối cùng là PAF thì nó cũng gây ra giảm tiểu máu vành. Và tất cả các hóa chất trung gian này nó đều đều cuối cùng nó gây ra tình trạng là gì? Tim. Đấy, suy giảm chức năng co bóp cơ tim, gây suy tim, gây giảm huyết áp và gây ngừng tim đột ngột. Ngoài ra thì năm 2022 thì chúng tôi cũng đã làm một cái nghiên cứu. Đấy, người ta nghiên cứu thì trên khoảng 99% 99 bệnh nhân bị phản vệ mức độ nặng, từ mức độ nặng trở lên khi mà vào trung tâm, thì thấy rằng là gì? Cái tổn thương cơ tim ở những bệnh nhân phản vệ chiếm tới 38,4% bệnh nhân. Và khi những bệnh nhân này bị tổn thương cơ tim thì một loạt các diễn biến có thể xảy ra tại thời điểm nằm viện, vào viện. Ví dụ như là gì? Bệnh nhân khi vào viện thì có nguy cơ có tỷ lệ ngừng tim nhiều hơn, có tỷ lệ xuất hiện sốc tim phù phổi cấp nhiều hơn so với những bệnh nhân không tổn thương cơ tim. Ngoài ra thì bệnh nhân có các tỷ lệ bị rối loạn nhịp tim nhiều hơn so với nhóm không tổn thương cơ tim, và đặc biệt là bệnh nhân vào nhịp tim rất là nhanh, tăng troponin T đấy, qua chuyển hóa tăng axit lactic, và quan trọng là khi siêu âm tim thì cái chức năng co bóp cơ tim rất kém, nó chỉ quanh quanh khoảng 32% so với nhóm mà không tổn thương cơ tim. Kèm theo đó mà khi mà chúng ta thăm dò huyết động thì thấy là giảm
COC và giảm rất là nhiều thứ liên quan đến chức năng carboxylic. Và thông thường những bệnh nhân này phải can thiệp rất là nhiều so với những bệnh nhân mà không được tổn thương tim. Ví dụ như liều arealin sẽ cao hơn rất là nhiều so với nhóm mà không tổn thương. Đấy, phải can thiệp ECMO nhiều hơn, can thiệp lọc máu nhiều hơn so với nhóm 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 không tổn thương cơ tim. Mặc dù là gì đã can thiệp rất là nhiều, như là gì liều vận mạch hơn, ECMO nhiều hơn, CRT nhiều hơn, nhưng mà tỷ lệ tử vong bệnh nhân vẫn có. Đấy, những bệnh nhân không tổn thương cơ tim thì hầu hết là đều sống. Đấy, tỷ lệ sống lên tới 100%. Nhưng mà bệnh nhân mà tổn thương cơ tim thì vẫn có một số các trường hợp bệnh nhân vẫn chết, mặc dù chúng ta đã làm tất cả các biện pháp như ECMO rồi CRT rồi các điều arealin khác. Ngoài ra thì người ta cũng cho rằng là gì, arealin cũng là một nguyên nhân nó gây ra tổn thương cơ tim. Đấy, như một cái thử nghiệm người ta làm, rồi người ta duy trì arealin ở các liều từ 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,5. Đấy, thì người ta bắt đầu người ta đo lưu lượng dòng máu qua động mạch vành, thì máu các mô như là mô gan, mô mô tim, mô 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 cơ, thì thấy rằng là đến khi mà tăng thì từ 0,25 đến 1 thì tăng huyết áp kèm theo tăng từ máu các cơ quan. Nhưng mà khi mà chúng ta tăng liều arealin trên 1 thì mặc dù là gì huyết áp giữ được, nhưng mà hầu hết các chị nhìn hầu hết thì cái tưới máu qua các mô nó không thay đổi, thậm chí còn giảm đi. Do đó thì dùng arealin cao có thể làm tăng huyết áp trên con số, nhưng mà có thể bắt tác nó vẫn sẽ tiếp tục tăng và tưới máu các cơ mô cơ quan nó vẫn sẽ giảm đi rất là nhiều so với chúng ta sử dụng. Do đó chúng ta sử dụng arealin liều cao, chúng ta sẽ phải cân nhắc và có thể sẽ phối hợp với các thuốc vận mạch khác khi chúng ta bị bỏ huyết động. Tuy nhiên thì arealin vẫn là một cái thuốc chính khi chúng ta điều trị phản vệ. Như anh chị nhìn cái receptor mà arealin tác động thì thấy rằng thì no arealin và arealin chỉ khác nhau về tác động trên beta 2, mà receptor beta 2 nó có ở đâu? Nó có ở tim, nó có ở các niêm mạc đường hô hấp. Đấy, nó có tác dụng là gì khác với cả noalin, nó chỉ có tác dụng là gì gây co mạch thôi. Thì arealin vừa có tác dụng gây co mạch, vừa có tác dụng gây tăng co bóp cơ tim, tăng CU, tăng CI, và có tác dụng là gì giãn phế quản. Do đó thì hầu hết các triệu chứng động của phản vệ lên cơ thể thì arealin đều có tác dụng ngược lại. Có thể nói là gì, arealin như một cái antidote khi mà chúng ta bị phản vệ, nó đảm bảo hầu hết các triệu chứng mà phản vệ nó gây ra. Đấy, do vậy là gì, arealin như cái guideline của Úc chẳng hạn, hay là guideline của WHO, và đặc biệt là gì thông tư 51 của Bộ Y tế, người ta đều nhấn mạnh là gì arealin là thuốc thiết yếu mà quan trọng hàng đầu trong khi mà chúng ta cấp cứu phản vệ. Do đó chúng ta phải sử dụng đúng, không nên sử dụng liều quá cao, và chúng ta phải thăm dò huyết động khi mà chúng ta điều trị cho bệnh nhân và phản vệ. Tuy nhiên là gì, khi mà chúng ta xử trí đúng rồi, chúng ta xử trí phản vệ rồi, thì có một số các nhóm bệnh nhân mặc dù đã xử trí đúng nhưng mà nó sẽ diễn biến nặng hơn và sang một cái giai đoạn mới, người ta gọi là gì sốc phản vệ giai đoạn, với các biểu hiện như là giãn mạch rất rất nhiều và có tình trạng giảm thể tích, biểu hiện bằng là huyết áp tụt, cần phải tăng liều hoặc là dùng thêm một lần. Và gì bệnh nhân mạch rất là nhanh, bệnh nhân toan chuyển hóa và tăng huyết áp tích, bệnh nhân có phù hồi cấp, bệnh nhân có chức năng tim giảm trên siêu âm, thì bệnh nhân có thậm chí bệnh nhân dùng tim. Và những trường hợp này thì chúng ta ECMO là phương pháp cứu cánh cuối cùng trong chúng ta điều trị. Đấy, thì cái bài này tôi đã làm từ năm 2019. Đấy, các chị nhìn form này, form không vuông. Đấy, bây giờ toàn form 16-9 rồi. Đấy, bây giờ tôi vẫn sử dụng cái này, vì khi mà làm bài này thì tôi tra lại trên hướng dẫn thì chưa có một cái hướng dẫn nào ở trên nhóm mà phản vệ mà sử dụng ECMO. ELSO rất là ưu ái, VV ECMO ở nhóm ARD, VA ECMO ở nhóm sốc tim, như là nhồi máu cơ tim, thậm chí là gì còn ECMO ở nhóm ngừng tuần hoàn. Đấy, tuy nhiên thì trong cái nhóm phản vệ thì hiện tại thì vẫn chưa có một hướng dẫn nào về xử trí ECMO ở bệnh nhân phản vệ cả. Mỗi năm thì có rất là nhiều các bài báo cáo. Đấy, nhưng mà chủ yếu là vì báo cáo ca lâm sàng đâu. Đấy, thì đây vẫn chỉ là những ca lâm sàng mà xử trí ECMO ở bệnh nhân phản vệ mà hầu hết là thành công, mà vẫn chưa có một cái hướng dẫn nào đủ số lượng bệnh nhân đủ lớn để chúng ta để khi nào chúng ta làm ECMO, khi nào chúng ta tiếp tục chúng ta hồi sức cơ bản. Đấy, như lọc máu, thăm dò huyết động, chuyển dịch lợi tiểu, hay là khi mà nặng lên thì ECMO. Thì hiện tại thì tôi vẫn sử dụng cái thông tin từ năm 2019, là cái số lượng bệnh nhân mà chúng tôi đã nghiên cứu khoảng 17 bệnh nhân trong suốt thời gian khoảng 30 năm, 3 năm. Đấy, thì chúng tôi khi mà chúng tôi đã làm được khoảng 17 bệnh nhân, chúng tôi bắt đầu thống kê và xem xét thì thấy ra một số các điểm nó rất là đặc biệt và có thể sử dụng trên lâm sàng. Thì hiện tại về năm 2020 thì một cái nghiên cứu của anh
Anh nhất ở cái A đấy, số lượng bệnh nhân nó lớn hơn, lên tới 35 bệnh nhân, nhưng mà cái thông tin nó vẫn như thế, nó không thay đổi gì nhiều về hướng dẫn lâm sàng. Sau đó chúng tôi vẫn sử dụng cái hướng dẫn này để trao đổi với các anh chị em và đưa ra một số các kinh nghiệm để điều trị. Thì khoảng 17 bệnh nhân mà chúng tôi đã làm hầu hết đó là gì, nữ giới và trẻ, rất là trẻ tuổi. Thì không hiểu sao là gì, nữ giới rất là dễ bị bệnh mà phải làm ECMO. Đấy, có thể là do liên quan đến vấn đề về dị ứng. Nhưng anh chị vào trung tâm dị ứng chẳng hạn thì hầu hết các bệnh lupus, các bệnh nhân hội chứng thận hư, các bệnh nhân về 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 và hội chứng kháng thuốc colitis thì hầu hết đó là nữ giới, thì rất là ít là nam giới là phản vệ thế. Đấy, do đó trong cơ thể nữ giới có vấn đề gì đó nó rất là nhạy cảm với phản vệ. Chúng ta phải tìm hiểu nhiều hơn. Thì thời gian xuất hiện phản vệ của những bệnh nhân mà phải ECMO là thông thường khoảng 10 phút. Đấy, và triệu chứng hầu hết là triệu chứng liên quan đến hô hấp và tim mạch, dị nguyên chủ yếu là thuốc. Các anh chị nhìn này, cái đường dùng chủ yếu là đường tiêm thôi, và đường truyền nó rất là ít gây ra phản vệ. Do đó thì tôi xin khuyến cáo mọi người là những thuốc nào chúng ta truyền được thì chúng ta truyền, không là chúng ta không nên truyền tĩnh mạch, chúng ta không tiêm tĩnh mạch. Thì nếu mà truyền tĩnh mạch thì chúng ta bị phản vệ, chúng ta dừng luôn, thì bệnh nhân chỉ tiếp xúc một số lượng rất là nhỏ, phải tiếp xúc một số lượng rất là lớn, và thời gian phản vệ thì trong thông thường là khoảng 10 phút. Đấy. Có những trường hợp là gì, tiêm cái thì bệnh nhân ngừng tiêm luôn, hay là tiêm cái thì bệnh nhân xuất hiện rối loạn nhịp tim và sốc tim luôn. Thì cái sự xử trí phản vệ thì thường xử trí khoảng 7,5 phút. Đó, các anh chị cũng xử lý rất nhanh, nhưng tuy nhiên là thì có khoảng gần 50% là các anh chị xử lý sai với rất là nhiều các phác đồ rất là lạ lẫm. Ví dụ như chúng ta sử dụng đường tĩnh mạch, đường dưới da, những trường hợp là gì, tiêm bắp adrenaline rồi nhưng chúng ta không duy trì adrenaline, là gì, chúng ta bỏ qua adrenaline mà chúng ta sử dụng solumerol hoặc histamine luôn, đó là những phác đồ sai. Và khi đã sai rồi thì thường là những bệnh nhân này rất là nặng đề, và khi vào chúng tôi thì tình trạng suy đa tạng cực kỳ là nặng, và thậm chí nó sẽ phải làm ECMO như những bệnh nhân này. Thì đặc điểm khi mà vào khoa chúng tôi thì hầu hết các bệnh nhân đều có tình trạng là gì, rối loạn chức năng co bóp cơ tim rất là nặng nề, biểu hiện là gì, cấp, và những bệnh nhân ngừng tim và thời gian ngừng tim mà trung bình là khoảng 10 phút. Đấy, và tình trạng là suy đa tạng rất là nặng nề. Nhưng mà cái rất là đặc biệt là hầu hết các bệnh nhân đều có tăng glucan-cytosine và tăng cholesterol, có thể là phản ứng là viêm của bệnh nhân thôi chứ không phải là thực sự đó tình trạng nhiễm trùng. Và rất là nhiều các bệnh nhân mà chúng tôi điều trị thì không sử dụng kháng sinh, và bệnh nhân tình trạng glucan-cytosine và bạch cầu không tự động nó giảm xuống. Và thông thường bệnh nhân vào thì tôi sẽ cố gắng xoay sở trong vòng 5 giờ trước khi mà tôi bắt đầu can thiệp ECMO, có nghĩa là gì, sẽ can thiệp như là thăm dò huyết động, truyền dịch, lợn tiểu hoặc máu. Nếu mà không được trong vòng 5 giờ thì chúng ta sẽ can thiệp ECMO. Và khi mà đánh giá dịch thì hầu hết các bệnh nhân đều có tình trạng là gì, thiếu dịch rất là nặng nề, vì vậy tình trạng là gì, máu và dạng cô máu và hematocrit tăng cao, và dịch truyền trong ngày đầu còn lại được thể lên tới 5 lít, dịch truyền ngày 2 tới 2,6 lít. Đấy, một số bệnh nhân chúng tôi truyền đến tới tận 10 lít. Đấy, bệnh nhân đái rất là ít. Đấy, nhưng mà cứ truyền vào thì máu nó từ ống nội khí quản nó phun ra liên tục. Đấy, truyền bao nhiêu máu phun ra bấy nhiêu, không truyền không được, không truyền thì không thể giữ dòng ECMO, mà cứ truyền vào nó lại phun ra từ đường 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 ống nội quản. Truyền vào 10 lít thì ra ống nội quản lên tới 5 lít. Đấy, có những bệnh nhân như thế, tôi có thể cho các anh chị là cái quang các và các cái bệnh nhân đấy đây, truyền bao nhiêu ra bấy nhiêu liên tục trong vòng 5 lít. Thì sau khi vào ECMO thì hầu như là huyết áp bệnh nhân sẽ cải thiện một cách rõ rệt, và anh chị nhìn thấy một cái đặc biệt đó là gì, huyết áp hệ số lúc vào nó là 38, sau khi vào ECMO xong thì nó gần như nó tụt xuống luôn. Đấy, có nghĩa là gì, bệnh nhân tim bệnh nhân gần như được giải phóng, gần như là tim nó quang thẳng luôn, tim nó không đập được luôn, và nó được gần như nó được nghỉ luôn. Nhưng anh chị nhìn thấy một cái điều đặc biệt đó là gì, trước khi vào ECMO huyết áp trung bình của bệnh nhân là 70, huyết áp hệ số của bệnh nhân là 38, thì có nghĩa là bình thường đúng không, gần như là bình thường, huyết áp nó sẽ khoảng là 100/60, đó là huyết áp hoàn toàn bình thường của người người khỏe mạnh. Tuy nhiên là gì, khi mà anh chị đã chú tâm vào cái huyết áp đấy thì anh chị sẽ bỏ lỡ cái đằng sau của huyết áp, và huyết áp lại hầu như chỉ là con số thôi, và đằng sau của huyết áp đấy nó là gì, bệnh nhân đang sử dụng vận mạch rất là cao, và hai nữa là gì, bệnh nhân tim còn đang gắng sức rất là nhiều. Đấy, biểu hiện là gì, nhịp tim rất là nhanh, sau khi vào ECMO cái thì nhịp tim lập tức nó giảm xuống luôn và về giới hạn bình thường. Đấy, có nghĩa là tim nó gần như nó đang gắng sức rất là mạnh, nó gắng sức mạnh để giữ được một cái huyết áp một con số rất là ảo. Đấy, và khi mà chúng ta quá lạc quan về con số đấy thì tim là đến lúc nó mệt quá và nó ngừng tuần hoàn, và rất là nhiều các bệnh nhân chúng tôi đã bị ngừng tuần hoàn, vừa làm rồi vừa ép tim vừa làm ECMO. Do đó là gì, trong cái thống kê của chúng tôi sẽ đưa ra ba chỉ số để quyết định đấy, chúng ta có nên làm ECMO cho nhóm bệnh nhân không, và chúng ta có thể
phải làm sớm để tránh tình trạng là gì huyết áp giữ được nhưng mà bệnh nhân sẽ mức đó xuất hiện và con số đầu tiên đó là những là gì để chúng ta điều trị mà thấy là gì không giảm liên tục còn tăng lên chỉ nó còn nhanh hơn mạnh hơn thì chúng ta sẽ cân nhắc về những nhóm này cần để theo dõi cực kỳ sớm và có thể sẽ phải lấy mô để tránh trường hợp là gì bệnh nhân xuất hiện ngừng tuần hoàn. Chỉ số thứ hai đó là lactate. Hầu hết các bệnh nhân vào thì lactate bệnh nhân rất là cao nhưng mà khi mà chúng ta xoay sở và thấy là gì lactate không giảm chỉ nó còn tăng lên thì chúng ta có thể phải cân nhắc bệnh nhân là nhóm bệnh nhân này chúng ta có thể sẽ phải lấy mô sớm hơn để tránh tình trạng là gì bệnh nhân nặng lên trước đây cũng tỉnh. Và sau khi vào ECMO xong thì lập tức là gì lactate bệnh nhân có xu hướng nó giảm dần trong những ngày sau. Đấy, có một điều đặc biệt là sau khi vào ECMO thì cả nhóm viêm cơ tim lẫn cả nhóm phản vệ đều có một cái giai đoạn trong những giờ đầu lactate có nhích lên. Đấy, không rõ lý do gì nhưng mà hầu hết đều nhích lên trong vòng 3 đến 6 tiếng đầu tiên và sau đó nó mới giảm. Rất là đặc biệt như thế. Đấy. Sau khi vào ECMO thì pH và HC3 trừ bệnh nhân cải thiện. Cái này thì rõ rồi đúng không phải trung bệnh nhân được nghỉ ngơi thì tiêu trung bệnh nó giảm xuống và đến khi kết mô gần như nó về bình thường và cái mấu chốt thứ ba đấy, ngoài mạch lactate thì EF chính là một cái chỉ số rất là quan trọng khi chúng ta quyết định bệnh nhân là lấy mô khi vào cái chúng ta siêu âm ra chúng ta đánh giá bệnh nhân EF bệnh nhân bao nhiêu đấy, sau quá trình hồi sức chúng ta siêu âm lại liên tục nếu thấy EF bệnh nhân không cải thiện không tăng lên không giữ được mà thậm chí còn tụt đi lúc nào để đo EF 35% chẳng hạn sau khi mà chúng ta hồi sức đã lọc máu chúng ta truyền dịch mà thấy là gì mạch cũng nhanh hơn lactate không cải thiện EF chỉ khoảng 2% thì chúng ta cân nhắc có thể sẽ phải làm ECMO sớm cho những bệnh nhân này do đó ba chỉ số chúng ta rất là quan trọng khi chúng ta hồi sức bệnh nhân phản vệ và tôi xin nói với mọi người đó là tính mạch lactate và EF khi chúng ta điều trị cho bệnh nhân bị phản vệ và cũng rất là may là vì trời sinh ra phản vệ nhưng mà cũng trời cũng sinh ra ECMO thì hầu hết các bệnh nhân mà ECMO mà phản vệ hầu hết là xấu đấy chỉ một số nhỏ các bệnh nhân là gì bị tử vong mà tử vong thì không liên quan đến vấn đề về kỹ thuật đấy có một bệnh nhân thì tử vong do chảy máu sau đẻ có nghĩa là bệnh nhân được bị phản vệ khi mà chúng khi mà đẻ ở bệnh viện Bạch Mai sau đó là gì chuyển lên khoa chúng tôi làm ECMO nhưng mà tuy nhiên thì bệnh nhân làm ECMO xong được khoảng 12 tiếng thì máu qua đường dưới phun ra liên tục đấy, và sau đó thì bác sĩ sản lên mổ ngay tại giường cắt tử cung tuy nhiên bệnh nhân chảy máu quá nặng nề và chết. Đấy, trước khi là gì có cải thiện về tình trạng ECMO. Một bệnh nhân nữa là gì truyền dịch ở ở tuyến tỉnh sau đó phản vệ đường tim bác sĩ ép tim sau đó thì chuyển đến đây thì bệnh nhân đầu tiên đã giãn suy đa năng rất là nặng và chúng tôi làm ECMO là chủ yếu để có thời gian để giải quyết cho gia đình vấn đề về hành chính. Một bệnh nhân nữa thì ngộ độc cả vi sector làm ECMO xong thì bệnh nhân cải thiện rất là tốt. Đấy, chuẩn bị tính toán đến vấn đề cái ECMO thì đột ngột bệnh nhân xuất hiện là gì mất ý thức và được tử giãn. Đấy, chúng tôi nghi ngờ là bệnh nhân bị biến cố về về xuất huyết não tuy nhiên thì giải thích gia đình là không đồng ý đưa đi chụp và bệnh nhân là tử vong sau đó là gì những vấn đề này, tất cả các bệnh nhân mà đã còn mạch đã còn mạch vào trung tâm chúng tôi mà không bị chết não thì nếu phải làm ECMO thì hầu hết là sống do đó một cái vấn đề nó rất là quan trọng thì chúng ta điều trị về cho bệnh nhân ECMO và tiên lượng với những nhóm này nó rất là tốt thì kết luận của bài này thì một số các trường hợp phản vệ điều trị đúng vẫn có thể nặng lên và do đó chúng ta phải theo dõi sát những trường hợp phản vệ nguy kịch có các nguy cơ tiến triển thành phản vệ là dai dẳng vì vậy thì ngay toàn chuyển hóa nặng lên mắc đắp tăng phổi cấp và giảm chức năng co bóp cơ tim trên né và ECMO chính là phương pháp cứu cánh trong những trường hợp sốc phản vệ không đáp ứng với điều trị cơ bản với tỷ lệ thành công rất cao. Dạ vâng, xin cảm ơn mọi người.